Bà con nông dân và quý vị khán giả thân mến, khi hạt tiêu được giá, rất nhiều người nông dân quan tâm đến cây trồng này và nhanh chóng mở rộng diện tích. Đồng thời, hầu hết đều chú ý đến những loại dịch bệnh nguy hiểm, nhất là chết nhanh, chết chậm tuyến trùng và tìm mọi cách để phòng chống. Trong đó, nhiều người lại quá chú ý đến các biện pháp hóa học sử dụng nhiều loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh mà hiệu quả vẫn chưa như mong muốn. Với những quan điểm của nhiều chuyên gia hiện nay, để bảo đảm cho sự sinh trưởng phát triển của cây tiêu một cách bền vững, nhất thiết phải coi trọng các biện pháp dinh dưỡng giúp cho cây khỏe ngay từ đầu, để đủ sức vượt qua các bất lợi, kể cả việc sâu bệnh tấn công giai đoạn đầu trước khi phải dùng thuốc hóa học. Khi đứng ở giá cao liên tục trong 4 năm qua, cây tiêu là cây trồng được sự quan tâm của hầu hết bà con nông dân ở các tỉnh thành, đặc biệt là các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là những nơi có điều kiện thổ nhưỡng khí hậu thích hợp. Vì vậy, cũng trong những năm gần đây, diện tích cây tiêu không ngừng được gia tăng và được người trồng đầu tư chăm sóc với mức độ cao với mong muốn nhanh chóng được thu hoạch và thu hoạch với năng suất cao. Trong điều kiện đặc thù của từng địa phương, những biện pháp đầu tư phổ biến nhất vẫn là tăng cường bón các loại phân vô cơ hơn cả mức khuyến cáo. Vai trò của hữu cơ ít được coi trọng, hoặc nếu có thì cũng ở mức độ vừa phải. Cộng với việc sử dụng thuốc hóa học tràn lan, môi trường đất ngày càng xấu đi và cây tiêu dễ bị suy kiệt. Chẳng hạn như chúng ta hiểu rằng bệnh chết nhanh sẽ phát triển nhiều ở những nơi đất ít chất hữu cơ, kém tơi xốp và chậm thoát nước. Tại một cuộc hội thảo về chuyên đề cây tiêu được tổ chức ở xã Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ vừa qua, những thông tin mà các nhà khoa học cung cấp khiến nhiều người phải suy nghĩ. Bà con biết ở trong đất có nấm gây hại nhưng cũng có nấm rất có lợi cho cây trồng. Thì chúng ta bón phân khoáng mà không đúng, chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà hóa học không đúng thì nó sẽ chết những cái con vi sinh vật trong đất và cái con tốt bao giờ chết trước. Như vậy chúng ta sẽ duy trì nó bằng cách sử dụng đúng các cái hóa chất nông nghiệp, đây tức là phân bón khoáng và thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ bệnh trên cây tiêu, và thường xuyên đưa các cái chế phẩm có vi sinh vật đối kháng vào. Còn theo Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, một trong những nguyên nhân chính khiến sâu bệnh phát triển mạnh trên cây tiêu là do nhà nông có khuynh hướng đầu tư phân hóa học quá cao, làm cho cây tiêu lúc nào cũng nằm trong tình trạng hết sức căng thẳng để đáp ứng năng suất cao. Và vì thế, cây rất dễ nhiễm sâu bệnh. Thì một cái khuynh hướng hiện nay mà tôi cho là nó thân thiện với môi trường và góp phần phát triển bền vững ngành hồ tiêu, đó là sử dụng cân đối với việc sử dụng phân hóa học và phân hữu cơ. Phân hữu cơ thì phải nói là phần lớn nông dân trồng hồ tiêu cũng có sử dụng, nhưng mà nó chưa đúng mức. Những cái loại phân hữu cơ đậm đặc ở thế hệ mới này, nó có cái đặc điểm là sử dụng một lượng rất ít, nhưng mà hiệu quả thì rất cao. Và như vậy thì cái chi phí vận chuyển đối với nông dân nó cũng sẽ giảm ở cái mức tối đa. Là cây có thể trồng với mật độ cao và chịu thâm canh, nhưng cây tiêu lại là cây rất nhạy cảm với dinh dưỡng và sâu bệnh. Để đạt năng suất cao và vườn khỏe, nhà nông cần thiết phải bón phân đầy đủ và cân đối các loại phân đa lượng. Bên cạnh đó, các nguyên tố trung vi lượng với liều lượng rất ít song lại có vai trò khá quan trọng trong nhiều giai đoạn sinh trưởng của cây, từ lúc phân hóa mầm hoa cho đến khi thu hoạch. Và để đáp ứng các yêu cầu rất nhỏ này, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng chỉ có hai cách, một là tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh học hoặc sử dụng các dạng phân bón qua lá. Cũng theo Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, trước hết trong phân hữu cơ có nhiều chất nguyên tố vi lượng mà trong phần lớn phân hóa học không đáp ứng được. Những chất trung vi lượng này vẫn có thể đáp ứng ngay cho nhu cầu của cây. Và cái tác dụng thứ hai của hữu cơ là nó sẽ cải thiện được cái kết cấu đất, làm cho đất tăng được tính giữ nước, giữ phân, đất tơi xốp hơn. Và như vậy cây trồng sẽ sử dụng hiệu quả những cái dinh dưỡng được bón vào. Một mặt khác thì trong cái nguồn hữu cơ bao giờ cũng có những cái hệ vi sinh vật có ích, nó phong phú hơn. Và khi chúng ta cung cấp hữu cơ cũng có nghĩa là cung cấp cái hệ vi sinh vật có ích vào đất. Thì đối với cây trồng thường là những cái sâu bệnh ở trong đất là hết sức là khó phòng trị. Thế thì bây giờ người ta cung cấp
được cái vi sinh vật có ích vào mà nó có tác dụng, hoặc là nó đối kháng với vi sinh vật, với nấm bệnh trong đất, hoặc là có những cái loại nấm thì nó lại bắt được tuyến trùng, ăn thịt tuyến trùng, và như vậy nó cũng sẽ giảm bớt cái áp lực về sâu bệnh. Và chúng ta sử dụng đều đặn thì nó tạo ra một cái sự cân bằng về vi sinh vật trong đất. Nếu trước đây nghiên cứu về dinh dưỡng cho tiêu còn ít, người nông dân bón phân cho cây tiêu theo kinh nghiệm là chủ yếu và coi nặng phân vô cơ. Còn hiện nay, khi khoa học đã chứng minh được vai trò của phân hữu cơ sinh học là hết sức cần thiết, đặc biệt trong việc phục hồi các vườn bị suy kiệt, nên tập quán sản xuất của nông dân đã ít nhiều thay đổi. Gần như trồng tiêu là năm nào phải bón phân chuồng hoặc phân hữu cơ, nhưng phân chuồng không đủ để cho bà con bón. Tại vì cái chăn nuôi mình đâu có đủ cái lượng phân chuồng mà bón như vậy. Ở Bình Phước có nhiều người làm rất hay, và ở Tây Nguyên bây giờ những cái đài gia tiêu họ quay ra họ nuôi bò. Họ sẽ chừa một ít cỏ ở trong những cái diện tích của họ để trồng cỏ nuôi bò, có trang trại chăn nuôi bò, và dùng phân bò đó bón cho cái vườn tiêu, là một cái quy trình khép kín để mà tạo nên một cái cách phát triển tiêu bền vững. Việc thiếu nguồn phân hữu cơ là phân chuồng đã tạo điều kiện cho các loại phân bón lá dạng hữu cơ sinh học ra đời, làm thay đổi cách nhìn của bà con nông dân về việc sử dụng các loại phân cho cây trồng. Là một tỉnh đa dạng về cây trồng, đi đầu với một số cây trồng chính, người nông dân Đồng Nai thuộc những địa bàn tiếp cận sớm nhất những tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Ngoài hàng loạt các loại giống cây trồng, còn có các loại nông dược mới, các loại phân khoáng đa thành phần, phân bón qua lá, v.v. Và cũng vì vậy, từ nơi từng vùng, nhà nông đã tìm được những bài học kinh nghiệm riêng. Đặc biệt, với việc đối phó với một số dịch hại quan trọng như bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng, điều mà những nhà nông này đã hiểu được là ngay từ đầu phải tạo cho cây khỏe, bộ rễ khỏe. Cây khỏe sẽ dễ dàng vượt qua các bất lợi về thời tiết, đồng thời khi có mầm móng, sâu bệnh, hại xuất hiện, cây cũng dễ phục hồi hơn. Ngoài ra, họ cũng biết rằng để có năng suất cao, không chỉ đơn thuần là NPK mà còn phải thêm những yếu tố dinh dưỡng khác, và chúng cần được cung cấp thông qua bộ lá để mang đến cho cây trồng một cách nhanh chóng. Trong thị trường rất đa dạng những sản phẩm này với nhiều công năng giống lẫn khác nhau, những nhà nông trồng tiêu thuộc huyện Cẩm Mỹ đã có bài học kinh nghiệm riêng cho mình. Trước hết là anh Đồng Chí Công tại ấp 7 xã Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ. Với vườn tiêu 1,5 hectare hơn 13 năm tuổi của gia đình giao cho, trong những năm qua, để tạo năng suất cho vườn một cách bền vững, anh đã từng là khách hàng của nhiều nhãn hiệu phân bón. Thế nhưng, hiện anh lại đang tâm đắc với một sản phẩm mới có dạng hữu cơ sinh học. Bởi sau sử dụng, vườn tiêu đã hạn chế tình trạng lá bị xoăn, một tình trạng mà anh chưa lý giải được. Dinh dưỡng cây tiêu thì nói chung là cái dinh dưỡng là cây tiêu thì nó rất bổ sung rất là nhiều. Đấy, cần rất nhiều loại dinh dưỡng. Đấy, nhưng mà chủ yếu là bộ rễ của cây tiêu. Đấy, bộ rễ cây tiêu là cây tiêu chủ yếu là bộ rễ là quan trọng nhất. Thì nói chung là sản phẩm thì cũng sử dụng nhiều loại sản phẩm rồi. Nhưng cứ sản phẩm nào ra quảng cáo tốt thì cũng xài thử. Đấy, nhưng mà bây giờ có Vino 79 thì xài thấy có hiệu quả tốt. Thì nó là thành phần là kích thích rễ, tăng độ phát triển của hoa lá cành. Đấy là lá ra thì không hạn chế được cái xanh lá, lá mướt và xanh. Đấy, bông dài và bông đều, rất nhiều bông. Còn với ông Hoàng Văn Tuấn, ấp 10 xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, với vườn tiêu hơn 10 năm tuổi của gia đình, đã nhận thức được nhu cầu dinh dưỡng của cây tiêu, nên các năm qua, ông chú trọng đến các dạng phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh mà ít sử dụng phân hóa học. Được sự hướng dẫn của trạm khuyến nông huyện, ông đã thử nghiệm kết hợp hai loại, một là phân bón lá hữu cơ và một là thuốc kháng sinh trừ vi khuẩn. Năm ngoái thì có được cái khuyến nông của huyện, và trong khi đó có anh Khoa là về thì cũng qua những cái giải thích, thì là tôi cũng có đổ gốc, mỗi gốc 4 lít sẽ bị 4 lít nước và thuốc. Đấy, Vino 79 mới y tế tốt. Thì là mỗi gốc là 4 lít thì kết hợp xịt thêm 2 lần nữa, thì nói chung là cây ruông dài đóng kín. Và tiêu thì cũng nặng gieo, là được 4 lạng 8 một lon. Đấy, là mình bán thì được 4 lạng 8.
Thì nói chung là nó cũng đạt hơn mọi năm, rồi mỗi năm tôi được có 4,5 lạng thôi. Thế nhưng mà đúng là đổ khế thì thấy nó lên cái gem lắm. Theo kinh nghiệm của ông Tuấn, hiện tượng xoăn lá trên cây tiêu cũng được khắc phục khá tốt, chỉ cần 4 lần trong đầu mùa mưa với liều lượng có thể giảm dần. Xịt cây Vino 79 thì 4 đợt rồi. Đầu tiên để mà vào mùa mưa thì mình xịt là 10 ngày lần để kích thích cho bông, mẹ mắt nó mưng đều để ra bông đều. Đấy, rồi sau đó là có một tháng mình xịt một đợt cũng không cần đậm lắm. Là bây giờ bảo một chai mà xịt 2,5 lít, 4,5 lít. Thì đã một tháng mình xịt một lần thì cứ xịt một chai 3 phi cũng vẫn tốt. Tức là mình đổ gốc và kết hợp với xịt. Thì thấy lá của cây tiêu nó nở rộng hơn, hoa ra đều hơn và chuỗi hoa cũng rất là dài. Nằm cận kề với huyện Cẩm Mỹ, có nhiều nhà nông tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm sau khi được ngành khuyến nông địa phương khuyến cáo. Ông Nguyễn Ngọc Dương ở xã Hòa Hiệp có một hecta tiêu từ 5 đến 7 năm tuổi, sau một năm tìm tòi cũng có nhận xét. Khi mà chúng tôi mà đã dùng đến sản phẩm Vino 79 thì nó hạn chế cho mình cái thứ nhất là cái rụng trái, cái thứ hai là bị cái bệnh thán thư. Cái thứ ba nữa nó làm cho tăng trưởng được cái bông, cái lá, cái đọt nó vọt rất là tuyệt vời. Từ khi mà tôi chưa xài á thì nói chung là cái chuỗi nó vẫn ra vẫn bình thường nha, nó không dài, nó không được mượt, cái lá không được xanh lắm. Nhưng từ cái tôi đã xài được thì thấy cái hoa trái nó là tương đối nó đồng đều, đẹp, chuỗi dài, trái non, cái lá nó rất mượt. Còn với ông Cao Thái Hải, dù đã nghe kể qua những người chung quanh, ông đã đưa vào thử nghiệm diện tích nhỏ. Chỉ sau 12 ngày đánh giá được kết quả so với đối chứng. Thì qua thời gian, thì cũng vào ngày 19 tháng 7 vừa rồi, đấy thì gia đình tôi phỏng vấn và có đồ thử thí nghiệm thì một số gốc, tức là Vino 79. Tôi cảm thấy là từ đó đến nay khoảng 12 ngày, tôi cảm thấy là so với trước đây và trong vườn của tôi những cái cây mà chưa đổ của là thuộc về nóng á thì thấy nó có sự phát triển rõ rệt, cái bộ rễ và cái gốc thân của là cái Vino 79 là tương đối ổn định và nó xanh lại mới có 12 ngày thôi, nhưng mà thấy những cái sự phát triển nó xanh đều, nó trái nó dài hơn. Là một doanh nghiệp của Đồng Nai nằm trong top những công ty trong cả nước đi đầu về các loại giống rau màu, đã từng vinh dự đón tiếp các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh, công ty Việt Nông xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc luôn đòi hỏi những điều mới lạ đến với nông dân. Trên lĩnh vực nông dược, những sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ như được chiết xuất từ rong biển hoặc các loại phi lượng đặc thù đã góp phần cùng với bà con nông dân bảo vệ được môi trường, tạo nên một nền nông nghiệp bền vững. Trên đây, bà con và quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình Bạn Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn bà con và quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình sau.